Rồi, xin chào tất cả bạn. Cảm ơn tất cả bạn đến với kênh máy móc.vn, nơi cung cấp tất cả loại động cơ xe máy, phụ tùng, đồ chế sáo, xe 3 4 bánh cũng như xe độ, xe chế thì anh em có thể liên hệ trực tiếp kênh của em qua số điện thoại bên trên đấy. Bên góc màn hình bên phải này. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em về một cái mẫu bộ phụ tùng để chế được một chiếc xe 3 bánh tận dụng từ xe Way, Dream, Coupe, Queen để anh em chế được và anh em có thể đi lại được. Đấy, chở hàng, chở thóc lúa, chở cỏ vân vân. Và hình thức một chiếc xe chế từ con xe máy thì anh em có thể tham khảo qua đây. Đấy, một chiếc xe thiết kế khá đơn giản, đảm bảo trọng tải có thể đạt được 1 tấn. Anh em có thể chở được 1 tấn bằng khung sắt rất chi là chắc chắn. Xe thiết kế đơn giản nên anh em có tay nghề cơ khí anh em có thể làm được hết nhá. Thì trước khi giới thiệu về cái con xe này cũng như cách thiết chế thì để làm được cái con xe này thì em lấy qua cái về cái bộ phụ tùng trước. Anh em có thể thấy trước mặt đây này, cái bộ phụ tùng để chế được con xe đó khá đơn giản đúng không? Nó bao gồm có bánh, cầu, nhíp là 3 bộ phận quan trọng nhất, và số tiến lùi là 4. Đấy, ngoài ra phụ kiện đầy đủ anh em nhé, từ quang, ốp, nhíp, cao su, kèm theo cho anh em là đũa phanh và phanh tay luôn, chưa bao gồm máy nhá. Bộ phụ tùng này em báo giá cho bác là 5,5 triệu, bao ship tận nhà cho bác được. Ngoài ra thì nó cũng có con máy này thì lát nữa em sẽ giới thiệu sau. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua máy thì em cũng có đủ hết tất cả các loại máy nhá. Đấy, là nhà lúc nào cũng có trên dưới 70-80 con máy luôn. Đấy, thì cái bộ phụ tùng nó gồm có bánh, cầu, cầu nó có 4-5 mức cầu, anh em muốn rộng bao nhiêu thì có thể alo báo em nhá. Nó có mức cầu từ 80-90, 1m-1m1. Nhíp thì cũng có thể nhíp tải nhẹ, tải nặng. Đây thế theo bộ 5,5 triệu nó là nhíp 4 lá dài 70 nhá. Phụ kiện đầy đủ, khớp cắt đăng, số tiên lùi. Hộp số này thì có thể lắp được hết tất cả dòng Way, Dream, Coupe, Queen. Đấy, anh em nào lốn sấp mấy dòng Yamaha hoặc xe khác ấy, thì có thể bảo liên hệ em. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một số cái hộp số nó phù hợp với cái động cơ xe máy của mình. Đấy, rồi tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cách thiết chế một chiếc xe 3 bánh từ chiếc xe máy. Anh em có thể sử dụng xe Way, xe Dream, xe Coupe, xe Queen được hết tất cả loại cơ xe máy nhá. Và chi tiết thì cách thức chế thì anh em nhìn qua cái răng khung này. Răng khung thiết kế đơn giản lắm. Anh em thứ nhất là anh em về anh em cắt cái đuôi xe đi. Cắt từ bình xăng con à, cái bình xăng đi. Anh em răng khung này cho nó chắc chắn ok được. Đó. Và phần khung ấy anh em nhìn qua rất dễ đúng không? Chủ yếu cái phần kết cấu này giằng xe xuống là ok, anh em giằng thêm khung ở đây là ok thôi, còn các bộ phận sau ví dụ như giằng để chắc chắn rằng nó đảm bảo cái độ cân bằng cho xe thì anh em có thể giằng khung này. Đấy, làm theo như này, làm vào củ xe nhé. Và cách lắp thiết kế bộ phụ tùng của nó thì anh em nhìn qua đây để em giới thiệu. Thứ nhất thì anh em ốp thuộc số tiến lùi, đây có số tiến lùi là có chức năng tiến và lùi, khớp cân năng chuyển đổi qua chuyển trực tiếp đến cầu luôn nhé. Anh em nào muốn sử dụng số mạnh có thể tải nặng hơn hoặc là bỏ số mạnh đi, anh em tải nhẹ, cắt đăng nó sẽ chuyển đổi trực tiếp từ hộp số tiến lùi qua đến cầu luôn, không qua hộp số mạnh nữa. Hộp số mạnh thì anh em mình muốn tải nặng hơn thì sử dụng hộp số mạnh thôi, còn không thì tải nhẹ thì chuyển trực tiếp đến cầu. Nó có cắt đăng hai cỡ, cắt đăng em cho bộ ấy nhá. Đó, cầu ấy để ngang thì anh em có thể lấy nhiều loại mức cầu tùy chỉnh khác nhau. Bánh và cái phần phanh, thiết kế phanh thì anh em có thể thấy
phần thiết kế cầu thì nó có sẵn là một cái tai ra rồi, tai phanh rồi, thì theo anh em là có đũa phanh rồi, anh em rằng đũa phanh móc vào đây, móc vào cái tai này, móc vào cái tai phanh này rồi. Đấy, anh em thấy không, hai bên đều giống nhau thôi, móc vào cái tai phanh rồi. Trong cầu thiết kế tất cả loại bú thắng rồi. Đấy, anh em thiết kế rằng đến thông qua cái bộ phận phanh này, anh em nhìn thấy kết nối đến một thanh ống 21 này, phi 21 này. Đấy, kéo bộ phanh, phần phanh chân như nào. Đấy, nó kết nối đây bộ phận phanh chân này. Đấy, khi anh em ấn phanh này, cái phanh chân này, nó sẽ kéo đều hai bên, phanh đều hai bên nhá. Còn anh em nào muốn sử dụng phanh tay nữa ấy, thì nó tương tự như thiết kế phanh chân thôi. Thay vì ấn này, ấn phanh chân nhả ra được, thì phanh tay nó sẽ chức năng là kéo vắt giữ nguyên phanh luôn, là giữ luôn. Đấy. Đặc biệt theo thiết kế này, để chế được vào ba bánh thì anh em phải thiết kế rằng theo kiểu chắc chắn thì để đảm bảo độ cân bằng cho xe. Anh em có thể thiết kế thêm một cái thụt hai bộ nhún đằng trước này, anh em độn thêm hai lò xo hai bên, anh em lấy lò xo độn hai bên của đằng sau của xe máy ấy, chuyển đằng trước thì nó sẽ đảm bảo được độ cân bằng hơn, xe sẽ chạy ok hơn. Đấy. Ngoài ra thì nếu anh em nào mà muốn chế một chiếc xe mà chạy cầu xích, không phải chạy cầu cát đăng, đấy, anh em nào mà thương binh ấy, chân tay kém ấy, thì có thể sử dụng qua hộp con máy này. Con máy này là nó tích hợp số lùi anh em nhá, tích hợp cho chạy cầu xích hoặc là anh em lắp vào động cơ xe máy được quy zin cúc vin, cái sườn lỗ bắt ốc là lắp được hết nhá. Đấy, hai lỗ sườn là bắt được đấy, quy zin cúc vin lắp được hết. Đấy, phần số lùi như nào, con máy này nó tích hợp 3 số tiến vào một số lùi, anh em dùng số tiến 1, 2, 3 và muốn lùi thì anh em 3, 2, 1 mo xong mới lùi được. Đấy, thiết kế máy khá là ok, anh em về hỗ trợ tốt anh em xe thương binh hoặc xe go kart đồ chế xe 3-4 bánh ấy, chạy cầu xích được. Thì loại máy này là 125cc anh em nhá. Ngoài này thì anh em để ý chút là nó không có cần khởi động mà chỉ sử dụng bộ phận đề trên. Đấy, đâu nòng nhỏ dên lớn nòng gang 125cc. Ngoài chi tiết thì các bác cứ liên hệ hai số điện thoại của em bên trên, cái số điện thoại của em bên trên nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em.